con gây đẹp chơi, mình đã được hội chim rủ đi chơi trò chơi thử đâm. Ý của mình là chơi trò chơi thay đồ. Mình và hội chim sẽ cùng nhau thử tài trang điểm, thay quần áo để xem coi ai sẽ là người xinh nhất. Dù mình là con trai, hơi bất ổn chút xíu. Các bạn hãy xem tới cuối video và đừng quên cho video này một like nha. Còn bây giờ thì let's go. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ suý hay... Ok các bạn ơi, thì như các bạn đã thấy là bây giờ mình đã được hội chị em dẫn vào trong đây để thay đổi quần áo. Mình không biết nữa, sao tự nhiên hội chị em hôm nay rủ mình vô đây chơi như vậy? Mình đâu có muốn chơi mấy cái trò gọi là phụ nữ, con gái thay đồ này đâu. Này là thời trang fashion, fashion thì ai chả chơi được, chơi nam nữ chơi được hết trơn mà. Ok các bạn ơi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề đầu tiên để xem coi chủ đề đầu tiên của chúng ta là gì nha. Ok, và bây giờ là mình đã vào được cái phòng thay đồ rồi nè. Wow, có rất là nhiều gọi là quần áo ngay đây luôn các bạn ơi. Ủa ngừng chăm sóc là gì? Ngừng chăm sóc là cái gì ta? Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi style gọi là gì ta, style công chúa hoàng tử đi nha các bạn. Đó, chủ đề đầu tiên của chúng ta sẽ là công chúa và hoàng tử nha. Nếu mà bây giờ gọi là chọn công chúa và hoàng tử thì bây giờ mình đang thấy rất là khó, bởi vì đồ hoàng tử trong đây không biết có hay không nữa. Tính là đồ công chúa thì chúng ta còn có thể mặc váy rồi đúng không, nhưng mà đồ hoàng tử thì có mà hoàng tử không có thì bảo không có vậy. Tự nhiên em ra cái chủ đề cái em thấy khó cho bản thân mình nữa ra. Có bạn ơi, vậy. Ok, mình đã lấy được một cái áo cho mình rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy cho mình một cái quần. Nhưng mà cái quần này mình thấy nó hơi kỳ kỳ một chút xíu, cho nên là mình thử đổi qua cái quần này coi. Cái này, cái này nhìn có vẻ là hợp hơn nè mọi người. Và bây giờ hoàng tử của mình, ui, có nguyên một cái bộ đồ con sói ngay luôn nè. Nhưng mà mình thì không hợp với sói lắm nên là mình không lấy nó đâu. Gì vậy? Em bị đơ rồi. Đơ? Sao chị ghém đơ hoài vậy? Sao chị ghém đơ hoài vậy Bùi ơi? Sao kỳ vậy Bùi ơi? Sao game chị kỳ vậy? Chị mua, chị đập máy tính, chị mua cái máy tính mới luôn đi. Thôi chị cố gắng chị vô lại giúp em nha. Vậy là cái Mùi đã thoát ra khỏi đây rồi các bạn ơi. Buồn quá. Ok, bây giờ biểu cảm của mình thì mình sẽ lấy cái biểu cảm này nha. Wow, mình thấy cái biểu cảm này là một cái biểu cảm nó khá là dễ thương đó mọi người. Mình rất là thích lấy biểu cảm này luôn. Tóc là tất nhiên mình phải lấy cái tóc này đúng không nào? Hoàng tử của chúng ta không thể nào thiếu được cái vương miện các bạn. Bây giờ mình đi kiếm cái vương miện coi. Vương miện ơi, vương miện à. Where are you? Ủa, trong đây không có cái vương miện nào luôn hả mọi người? Vương miện kìa, đâu kìa kìa. Trời ơi, nó lù lù trên kia kìa, không thấy hả? Không, ủa ai đó chỉ với mình không vậy? Từ đây cái vương miện này nè, thấy không? Vương miện ở đây. Đây, xin lỗi. Ok, bây giờ mình để trông có vẻ gọi là mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ là mình sẽ lấy một cái cánh. Đúng rồi, mình sẽ lấy cái cánh các bạn ơi. Mình đi kiếm cái cánh rồi, nhưng mà cái cánh này sao? Cái này nó hơi kỳ các bạn. Mình bỏ qua đi. Bùi đang chạy speed để mặc lại đồ đây. Nhanh lên Bùi ơi, vô lại được chưa? Vô lại được chưa? Vô được không? Yeah. Mua vô được rồi. Ok, mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy cái cánh này đi. Nhưng mà cái cánh này nhìn nó vẫn còn hơi yếu đuối thế nào á. Không biết là còn cái cánh nào nó chiến hơn không ta. Không, cánh này là cánh đẹp nhất rồi các bạn. Ok, mình sẽ đi lấy thêm phụ kiện ở bên kia nữa. Đi lấy thêm phụ kiện nào. Chứ mặc đồ như thế này thì nó hơi còn đơn giản quá các bạn. Mình phải đi lấy thêm phụ kiện. Tôi thấy đồ tôi là đẹp rồi các bạn ơi. Khỏi cần màu mè nữa. Này là đủ màu rồi. Một màu mày mặc cho nhiều. Đủ là tôi chọn không nha trời. Cứu tôi. Đó, ui lấy thêm cái đôi giày trắng lên nhìn có vẻ hợp lý đấy. Lấy thêm dì Mùi, sao chị khóc vậy dì Mùi? Không thấy được mắt. Coi dùng mặt nạ chị liền, coi dùng mặt nạ đi. Mặt nạ đâu? Mặt nạ. Thì mặt nạ ấy, khu áo quần á, khu mà cạnh. Vậy là chị giống Sam rồi, sao ở Sam không dùng được biểu cảm trong game các bạn à? Mình cũng không biết sao luôn á. Vâng, và mình nghĩ rằng là bộ đồ của mình là tới đây là cũng chuẩn rồi đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục chấm điểm. Let's go. Này là đẹp lắm rồi. Chị chọn bừa nha. Đừng chấm điểm thôi. Bây giờ chúng ta đang đến với gọi là nước Anh London. Và bây giờ để xem coi là ở trong đây trang phục của mọi người sẽ như thế nào. Let's go. Tới mình các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn coi được gọi là cái bộ đồ hoàng tử của bên mình. Đẹp trai. Cũng bình thường đúng không quý vị? Cũng bình thường thôi ạ. Không có gì đâu, cũng bình thường thôi. Tới Simi, để coi bộ đồ của Simi như thế nào nha. Wow! Công chúa bánh kẹo. Bà tiên cầu chúc quá, cầu chúc được. Ok, và bây giờ là tới Sammy luôn nè, để coi bộ đồ của Sammy như thế nào ơi. Wow!
Còn công chúa nữa chưa? Ê Sam, tính ra là nó đang rất là đẹp nhưng mà cái mặt nạ làm cho nó trẻ trâu. Tại vì không còn người ta có hai con mắt, người ta không dùng mắt được. Thôi, không cảm chứ. Quên chấm điểm cho Sam rồi. Trời ơi. Ông bảo quá. Xin lỗi, mình quên chấm điểm cho Sam mất tiêu rồi. Oh no. Cá bùi tí gì để con ơi. Đây là cái tôi sử dụng trong 60 giây còn lại. What the hell? Em cho chị 3 sao thôi. Này, chị sử dụng có 60 giây cuối cùng thôi đó. 60 giây là quá nhiều rồi đó chị à. 60 giây là nhiều lắm rồi đó. Rồi ok. 30 người chiến thắng là tôi không được vote nữa mà. Tôi không được vote luôn á. Wow. Trời ơi, Sammy top 1, Kairo top 2 và Simi top 3 cầm 24 điểm. Trời ơi. Quá tự hào các bạn ơi. Tôi sốc mẹ, tôi sốc nặng không phải sốc nhẹ, sốc nặng nha. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta đến với trận thứ hai và chủ đề này của chúng ta đó chính là ok các bạn ơi, và chủ đề lần thứ hai của chúng ta là bây giờ mình sẽ phải cosplay màu xanh của Simi, Simi sẽ phải cosplay màu đỏ, Sammy sẽ phải biến thành Kamui và Kamui biến thành Sammy. Ở đây có cái áo của màu xanh đen của nhìn đẹp cực. Đây dùng cho chị cái này. Sim có thể biến cai thành con gái được không? Sim muốn biến cai thành con gì cũng được luôn. Ok, và bây giờ là mình, nếu mà Sim nó biết cai thành con gái vậy thì bây giờ cai sẽ biến Sim thành con trai. Bây giờ đầu tiên mình phải đi kiếm một cái bộ đồ màu xanh. Ui, mình vừa mới nói nhất thời á, thì bây giờ ở đây mình lụm lượt nguyên một cái bộ đồ màu xanh. Ê, cái màu xanh này đúng là màu của Simi luôn á mọi người ơi. Và nhưng mà mình thấy cái quần này thì nó khá là quê nha, nên là bây giờ mình xin lựa cái quần khác. Later. Sao có cái quần này mà nó nhìn nó hợp lý vậy ta? Hay là quần màu này? Cái quần này cũng được nè các bạn. Ok, mình sẽ lấy cái quần này nha. Nhưng mà bây giờ mình cần một cái đôi giày màu xanh. Nhưng mà trong đây lại không có màu xanh. Toàn là giày màu gì không vậy? Trời ơi. Nhưng mà thôi, bỏ qua luôn đi. Tôi sẽ cho Sammy thành một cô bé ngọt ngào đáng yêu. Trời ơi bà ơi, thôi bà ơi, tôi muốn gầu bà ơi. Không cho Sammy ngầu. Chị có tin em hóa chị thành quỷ không? Chị nói gì nói đâu đó. Sợ em quá, em hóa hộ nè. Ok. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy là cái này của mình nhìn nó cũng trường đúng không các bạn? Đó cái bộ đồ của mình. Ủa gì vậy? Ôi sao hai bạn kia chơi cái gì mà thách thức nhau căng thẳng ấy. Ghê vậy? Sao làm gì có ai dám thách thức gì Sam đâu. Không, chỉ thách thức là cái sự chịu đựng của em. Biểu cảm thì chắc chắn là chúa hề luôn sao bà. Tôi sợ mà chắc chưa mà thành hề chúa luôn cái chúa hề chị trời ơi. Sim ơi, Sim nhớ cho cái gọi là xinh xắn dễ hơn chứ Sim. Xinh xắn rồi đây. Ui các bạn ơi, các bạn có thấy cái này nó hợp lý không các bạn? Oh my god. Mình nghĩ các bạn nghĩ là mình nên lấy cái tóc này hay là lóc kia ta? Mắc cười quá cười chứ sao giờ? Cười vì sao? Cười vì cho Tyron thành chúa hề. Gì chị á, chị bị lộn rồi, em biết hình chị á, em biết hình chị mà chị lộn không? À là chị đang cố tình gây thao túng tâm lý đúng không? Vui quá. Không, Mui đang kể chuyện hài mọi người cười cho Mui vui. Wow, trời ơi, Kai sẽ biến Sim á trở thành một người siêu độc lạ luôn á Sim. Trời ơi, tôi lo trời lắm. Yên tâm, nhưng mà cái sự độc lạ này của mình là nó đẹp nha mấy bạn, chứ không phải là nó tào lao đâu nha. Nó đẹp nha. Nó đẹp thật sự đó, yên tâm. Tôi nghĩ là tôi xong rồi đó. Rồi ok, mình nghĩ rằng là bộ đồ của mình cũng đã xong rồi đó các bạn ơi. Và bây giờ, ủa Sammy và Kamui, hai bạn đã xong chưa? Hai bạn đã xong chưa nhỉ? Xong rồi đó, nhìn thấy là mình sắp là... xong rồi, bạn chờ xíu nha. À là còn bạn Kamui à, ok. Và bây giờ chúng ta còn bạn Kamui. Sammy khó quá. Đồ chị dễ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ tới lúc mà sẽ chấm điểm để coi kết quả như thế nào nha các bạn ơi. Yeah. Vâng, và bây giờ là chúng ta đang đến với một cái bữa tiệc gọi là gì đây? Bữa tiệc tại Miami. Đó, quay cái tiệc này nhìn các bạn. À Miami hả? Lộn. Rồi, ok. Không chờ quá. Wow, đầu tiên là mình luôn à. Đây, Sim ơi, đây là cái đang biết màu xanh của Sim ơi. Phong cận vậy đó. Ê sao, đây là phong cận rồi ta. Có si màu. Nhớ chấm điểm mấy bạn ơi. Không si màu đâu mà. Ok, và tiếp theo là Simi. Anh làm chị gái ác quỷ. 5 sao luôn, cho 5 sao luôn các bạn ơi. Cho 5 sao luôn nha. Đẹp nha. Nếu mà bạn nào mà thấy tác phẩm của ai đẹp nhất thì các bạn đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết nha. Rồi, Sammy nè. Ủa sao biết hình gì sao? Hồi tụ tinh hoa nhưng mà đẹp.
Mình cho 4 điểm rồi. Âu, đẹp chút. Âu, đẹp. Tôi đang cố gắng biến bà địch chú hề, đừng ai khen đẹp hết trơn. Chị thấy đẹp. Ok, còn Camui đây, Camui biết hình Sam sẽ như thế nào đây? Ủa, chị đeo gì vậy? Nó xuống chỗ nào vậy? Nó xuống chỗ nào vậy chị? Nó xuống chỗ nào vậy? Xuống chưa? Nó muốn nhìn cái mặt kìa. Ê mà chị đeo, ủa chị đeo cái mặt nạ gì vô mặt Sam vậy? Sao nhìn nó kỳ vậy? What the hell? Thì chị đâu có ý biểu cảm được đâu, phải đeo mặt nạ để che cho mọi người. Đúng. Ok các bạn ơi, và đó chính là gọi là 4 tác phẩm của bọn mình. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem coi là ai sẽ là người top 1 nha. Many hours later. Ok, và người chiến thắng của chúng ta đó chính là... Wow! Cái gì chưa? Top 3. Xấu nhưng vẫn có cái style. Sao tôi không được tham gia vậy? Tại sao tôi không được điểm nào? Tôi không được lên top vậy? Cả hai top 1, C top 2 và Sam top 3 các bạn ơi. Wow. Ui, ui thua mình một điểm các bạn. Trời ơi trời. Ôi hồi nãy giờ chị có thắng được trận nào chưa ta? Chị có lên được bục cho chị sao hồi chị đi ba nè. Nãy giờ như em chưa thấy chị lên được cái bục đúng không? Chị nhường các em cho các em tỏa sáng. Lại nhường các bạn nha. Ok. À? Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ok các bạn ơi, và bây giờ chủ đề của chúng ta đó chính là chủ đề gọi là ngầu lòi đó. Đường phố ở Seoul, đường fashion nhất có thể. Rồi ok, okay. Bây giờ chủ đề lần này là chúng ta cứ gọi là bung xóa hết đi các bạn đó. Miễn sao bung là đẹp xóa. Là được. Thật là sang, thật là gì ta, thật là fashion. Tôi nhìn cái này tôi nhớ đến phong cảnh mọi người. Mình phải làm sao cho nó mùi kiếm được cái gì hay à? Kiếm được gì hay à? Fashion cái áo này kiểu phong cách phong cảnh ấy. Phong cách không cần là sao ta? Ôi, mẹ ơi. Ôi, đừng. Ê mọi người, em cho em khen mọi người coi này nè, cái này giống như em của phiên bản Hero đại chiến. Thì em có mặc đây. À cứ mặc á. À ok. Ôi mấy bạn ơi, mình đang mặc một cái áo giống như cái áo mà mình đã mặc ở trong MV Hero đại chiến á. Đây chính là cái áo mà mình mặc trong Hero đại chiến đó, các bạn thấy không? Nó giống y chang luôn á. Ôi, ok, thế thì bây giờ mình sẽ mặc cái áo này nha. Nhưng mà thật ra là nó cũng không đẹp lắm mấy bạn. Mình thấy là nó giống thì nó giống thiệt nhưng mà nó không đẹp lắm. Mình sẽ mặc kiểu phong cách okay. Nghệ thuật. Ai mà kiểu con mắt nghệ thuật thì người ấy mới nhìn ra được nha. Đúng rồi. Không nhìn ra được. À mắt nghệ thuật à, lại là chơi mắt nghệ thuật lại à. Là mắt nghệ thuật. Đúng rồi. Để mình coi coi là cái tài năng nghệ thuật của Kabui nó tới cỡ nào nha mấy bạn. Bỏ luôn cái quần. Rồi ok. Ôi mình thấy là mặc thôi cái quần này nó cũng chất đấy. Mang cái đôi giày vô. Sau đó giờ chúng ta lụm một cái áo. Mình nghĩ rằng là mình sẽ mặc cái áo này. Phố thì phải ngầu ngầu tí mà. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta cứ bung xả nha các bạn. Làm sao mà cho nó ngầu nhất có thể là được. Làm gì có ngầu, mỗi người một kiểu phong cách, một kiểu thời trang khác nhau. Làm sao mà bảo là đường phố là phải ngầu, không có chuyện phải. Tất nhiên. Em ngầu có gì đâu trả huy chị này. Người ta thích ngầu, lỡ người khác cũng thích ngầu thì sao? Đúng không? Bỏ cái áo này đi luôn, mình sẽ lụm cái áo này thử coi. Phong cách của em, nếu mà em ra ngoài đường em sẽ mang cách tin xíu. Đây là phong cách của mình, nếu mình muốn được ra đường nha các bạn, em cách của mình. Mình nghĩ rằng là cái áo này của mình á, tuy là nó hơi đơn giản một chút xíu các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm theo phong cách của mình nha. Đó, tuy là nó đơn giản nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng cần gọi là cầu kỳ hết các bạn. Đôi lúc mình mới thay đổi xíu. Mình sẽ lấy thêm một cái phụ kiện nữa. Không biết là ở đây nó có phụ kiện gì hợp với lại cái bộ đồ này của mình không ta. Toàn là mấy cái mũ mà. Nhưng mà ôi, cái mũ này thì sao? Trời ơi, nó bắt mua mới được mấy bạn ơi. Sao ép quá vậy? Trời ơi, còn phải bắt mua nữa hả? Chứ không muốn sao? Ai biết phí không? Đã không có tiền rồi mà còn bắt mua nữa. Trời ơi. Chất quá mọi người ơi, đồ này chất quá. Để kiếm coi có cái nào ngầu ngầu không ta. Không có cái nào mà nó ngầu hết trơn á. Thôi kệ. À mình hiểu rồi. Thế là bây giờ mình phải bỏ bớt một cái món đồ ra mọi người ơi. Đúng rồi, mua nhiều quá thì nó bị chồng đồ á. Cay thế nhờ. Bỏ cái này ra đi. Bây giờ mình sẽ lựa cái biểu cảm của mình. Biểu cảm nè của mình thì nó phải tươi trắng, tươi trẻ một chút xíu. Đó, đi ra đường mặc đồ như này. Đó, ok, nếu mà tôi sẽ mặc cái này ra đường á. Mọi người sẽ bất ngờ về đồ của tôi lắm. Bất ngờ theo kiểu nào chị? Bất ngờ theo kiểu nào vậy? Bất ngờ theo kiểu fashion wow các thứ. Đẹp nha, đẹp nha. Ok các bạn ơi, mình nghĩ rằng là bộ đồ của mình nó chỉ cần đơn giản như thế này thôi. Và chúng ta không cần phải gọi là quá cầu kỳ hay là quá gọi là rồng bay phượng múa gì hết. Mình nghĩ là nó chỉ cần như thế này là cũng khá là ổn rồi, ok. Đúng rồi. Vâng, và bây giờ là chúng ta fashion. Bây giờ là chúng ta đi có ở Paris. Nhiều phụ kiện, nó phải đặc biệt. Đó rồi chị ơi, cái này là ô về. Mua chị ơi, ta đi ra ngoài đường. Mấy ra ngoài đường nhẹ nhẹ tới chứ mà chị ra đường gì bán dụng sắt hay gì, mang nhiều đồ vậy. Đây xin giới thiệu mọi người, đây chính là bộ đồ của mình rất là đẹp, rất
là đường phố nha, đơn giản. Nhìn nhìn nó tinh tế đúng không? Nhìn nó kiểu tuy là đơn giản nhưng mà nó rất là tinh tế. Cairo, Cairo đại chiến. À không chị. Đâu cái này là cây, cái này là Cairo nghỉ mát. Không, cái là Cairo đường phố, đường phố mà. Sao nghỉ mát? Đâu đây đây còn Simi rồi, Simi rồi, Simi rồi. Ồ. Vậy được, quá dễ thương luôn. Cây cho xin 5 sao luôn. Cây cho xin 5 sao luôn. Quá đã. Và bây giờ người tiếp theo của chúng ta đó chính là đường phố. Xin chào các bạn, đường phố nha, đường phố nha. Đẹp 5 sao luôn. Ờ nhưng mà cái mặt xem đi. Thông cảm cho những cái người không có hiểu cảm đấy. Thông cảm đi, làm ơn. Vâng, và bây giờ ca muội. Thế là fashion ạ, thế là chính là fashion đó mọi người. Chị bà nói. Chị ơi, chị đi vô ống nít hả? Em cho chị 3 sao thôi, bởi vì chị quá là ố về. Bây giờ fashion, mình fashion, mình tình. Không fashion nổi, chị đây không phải là hát đúng hết, các bạn hát đúng. Bởi vì chị quá là ố về cho nên là em chỉ cho chị 3 sao thôi, ok? Yeah. Mình cho em mình 5 sao mà em mình nó lấy lòng bà này ố gì hơn. Ủa gì chứ? Mình đây là những người chơi khác các bạn, và mình thấy là sao người chơi khác mặc đồ ố về hơn tụi mình nữa. Ờ đúng rồi, mình nhẹ nhàng quá ta. Và người chiến thắng chính là bông 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 bông. Hình như là em thấy chị hơi thích số 4 đúng không? Thật ra chị thích số 4. Số 4 là sao? Ở nhóm mình hiện tại đang có 4 người chơi đúng không? Là vậy. Ok các bạn ơi, và đây chính là một ngày bị hội chị em dẫn đi mua sắm của mình đó các bạn ơi. Và quá là bất ổn luôn. Nhưng mà các bạn cũng thấy được là cái khả năng gọi là thời trang của mình nó cũng đỉnh đúng không? Đâu phải là tới mức tệ đâu đúng không nào? Ok, và cảm ơn mọi người đã xem video này. Và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên là cho mình một nút like, share và nút subscribe nha. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho những thành viên khác của Hero Team nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong một video tiếp theo. Tạm biệt. Peace.